Hi everyone, welcome back to my channel. Start again go. So Greek war. Đây là một thành phố đường đua khá là đẹp. Ở đây thì mình sẽ đi trên con xe màu cam với tốc độ cao là 250. Khi nó mất tầm thì có thể lên 260. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Sleeper Hollow. So let's go. Còn một tay ninja nữa. Đúng ta, đây rồi. Thank you.
số kê và tự nhiên thứ ba Silver Bade Assassin. Mafia Pasti Two Man Wrestling 40-600. Cái này hơi khó một chút này. Oh my god, anh ta chạy rồi. Bởi vì nó vướng người cho nên rất là khó bắn con này. Bốn mươi năm trăm. Wow, đánh một người rồi. Nếu các bạn hạ thấp xuống một chút thì có thể sẽ bắn vào người dân, cho nên các bạn phải tính toán thật kỹ nhá. Ok, to a man, man running âm 20 300. Oh man, đúng là càng xa thôi càng ngày càng khó. Ok, 20 200. So let's go. Tiếp tục rồi. Three Man Goose. Tiêu diệt 3 trang trai. 100 cộng 20. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game thứ tư nha. GTA Vice City. Ok, let's go. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Thank you.
sau đó thì mình sẽ vào tòa nhà này. Ok, ra ngoài nào. Sorry about that. Go get some sleep, he says. Ok, sau đó thì các bạn sẽ chở cô gái này vào. Will you be working for my father? Maybe. Do you mind me resting my hand in your lap? Maybe. Maybe. So difficult having a rich and powerful father. Vamos. Rồi, tiếp tục nào. Hey, so there he is, huh? Got you a nice little place.
This is it, Tony. Home sweet. Massage in 5 minutes. Now take me to my place. Apartments cost money. Let's go. Và mình lên trên này nữa. Nhiệm vụ tiếp theo đó là các bạn sẽ đóng một người. Thôi. Ở đây thì mình sẽ tìm một chiếc xe ngon. Đây rồi. Đi xe máy đi. Oh man, I don't feel too good. I think I might have a fever or something. Listen man, I told you already. Tiny Tim's no go for the Leone's there. It's the Dacos moving in. If I go back there, I'm a dead man. Sure, sure. I'm telling you man, it's the Dacos again. Wow, chiếc xe này phanh lại mà nó lệch luôn, quỹ đạo. Kill me some mafia and take their ears. Ok, rồi tiếp tục nào, GTA 3. Thank you.
I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Let's go. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Find my car! This is Luigi's club. Let's go around the back and use the service door. So, okay, if I'm going to sit in some of the detail. Thank you.
Okay, we'll be rushing. Traffic reader. Oh my god. Phóng nhanh mà phanh không kịp. Wow. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Rush, round đi ba.
Nếu hoàng đến dốc luôn. Wow. Đúng lúc trên đường về thì lại nèo lên dốc. Wow, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. CR, Russian Jew. Tiếp tục nào. Thôi cái này thì vào hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi nhá. Rồi, ok. Chưa đủ để ghép mảnh ghép này. Ok. Rồi. Thank you.
mình xin phép được đi từ đây. Hẹn gặp lại bạn trong cái đi tiếp theo.